Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đọc miệng đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính đức thầy và kính thưa toàn thể chư quý vị. Giờ hôm nay là ngày 24 tháng 11 niên Tân Sửu, là một cái ngày đau buồn nhất trong cuộc đời của Thành Hậu. Thì con người mình có đấng song thân, nhưng mà ba Thành Hậu thì mất vào năm 2000. Và đến ngày hôm nay thì má của Thành Hậu cũng ra đi về miền dị lộ. Vì cuộc sống trên đời, Đức Thầy đã cho biết cái sanh, cái bệnh, cái lão, cái tử được đặt lên cuộc đời của người này, rồi đến người khác, rồi đến người khác nữa, nghĩa là tất cả nhân loại không thiếu sót một ai. Tuy nhiên là cái định luật vô thường đã cướp đi cái người thân, đã cướp đi một cái người mẹ yêu dấu của mình. Thì nếu mà nói về mà biết được cái cuộc đời nó vô thường, nhưng mà phải rất là đau lòng, không chấp nhận được như vậy. Thì thưa với quý vị, thì sau khi hôm qua Thành Hậu đi phát quà ở trên khu vực của anh Sáu Mẹo cho anh em tu sĩ, và sau khi tối lại mới về đến nhà, thì má Thành Hậu nói là không có ăn, nghỉ ăn, cũng đi về Phật, cũng đi về Phật. Thì má Thành Hậu nói là phải về Phật, vậy đó, thôi để má về Phật rồi. Và lúc mà Thành Hậu nghe nói vậy và hỏi bà chừng nào bà về, bà nói là ngày mai tức là bữa nay là quý vị. Thì Thành Hậu mới lấy cái máy ra để quay, nhưng mà lấy máy ra quay thì má Thành Hậu không nói nữa. Dạ. Vậy thì cho nên bà má Thành Hậu đã quê hương là ở tại Hòa Hảo, quê ngoại ở Hòa Hảo gần Chợ Đình. Cho nên cái truyền thống đạo đức là rất là lâu rồi. Đặc biệt hơn thì bà đi niệm Phật á, là các nơi đi niệm Phật chùa Đông An, rồi chùa Bình Minh, rồi đi ra đến tất cả những ngôi chùa mà có chương trình niệm Phật là bà đến niệm Phật. Và cho nên hôm nay sau khi bà chúc hơi thở cuối cùng là vào lúc 11 giờ ngày 24 tháng 11 niên Tân Sửu, bà hưởng thọ là 83 tuổi. Má của Thành Hậu là quý danh là Nguyễn Thị Thao. Thì sau khi Thành Hậu là người con út trong nhà, và người con út trong nhà cho nên trải qua thời gian từ đầu mùa dịch, thì sau đó thì ở trên cái người anh, và sau đó má Thành Hậu rước về đây để nuôi. Trong một cái giây phút cuối cùng thì mình cũng đã làm tròn bổn phận người con hiếu thảo, ơn sau con người phải trả, nghĩa cả còn phải đền. Làm con phải ráng mà lo báo đền, sống thì nuôi dưỡng chớ quên, đến khi quá giảng chớ quên nguyện cầu. Mà Đức Thầy cho biết là dạng mười ơn mới đạo làm con, lúc sanh sống trở nên phụ bạc. Thì thiết nghĩ trong cuộc đời này còn cha còn mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đờn đứt dây. Vậy thì hôm nay Thành Hậu gửi đến quý vị một cái thông điệp này, cũng nhờ quý vị cũng chia sẻ, nhờ mọi người quý vị nhín thời gian để cầu nguyện cho má Thành Hậu tên là bà Nguyễn Thị Thao, từ trần vào lúc 11 giờ ngày 24 tháng 11 niên Tân Sửu, hưởng thọ là 83 tuổi. Thì Thành Hậu thay lời cho gia đình xin chân thành ghi ơn toàn thể chú quý vị. Và bằng tuần á, tuần sau đó là ngay cái ngày 30, và ngày 30 là ngay ngày Chủ Nhật đó quý vị. Và ngày Chủ Nhật là hàng tuần, chư đồng đạo gần xa dính chút thời gian sau khi cúng xong, cầu nguyện cho má của mình, cho má của Thành Hậu được tiêu dương nơi miền Phật cảnh, để thoát đỏ trầm lưng, hoặc là có về đến ao Thất Bảo rồi thì tăng phẩm vị đến ao Thất Bảo. Đó là cái nguyện vọng sau cùng của Thành Hậu. Thì xin chúc cho toàn thể quý vị luôn luôn được bình an, và xin thay lời tri ân toàn thể chư quý vị. Và một lần nữa thì xin thông báo quý vị, mình hổm ngày đó thì trong công việc làm từ thiện của mình hơi chậm, là lý do thì má của mình bệnh rồi không có đi được trực tiếp hoài, và có đi có thể một buổi phải về tại mình đốt trong nhà, rồi là đi phải tối là phải về, và đi là phải về, cho nên từ chỗ đó mà Thành Hậu công việc mình không có xúc tích. Mong rằng toàn thể cô bác anh chị em quan hỷ cho Thành Hậu thành thật ghi ơn. Thì một lần nữa quý vị biết, mình biết rằng đó, má của Thành Hậu đã biết được
cái ngày giờ để mà giảng sanh. Đó là một cái niềm vui rất là vui. Tại vì hôm qua thầy nậu, má thầy nậu nói là bữa nay, ngày mai má sẽ về Phật. Má không ăn nữa, đút không ăn nữa quý vị. Đút cháo không ăn, mà đút cái gì cũng không ăn hết, sữa thì uống vài muỗng mà thôi. Dạ, như thế thì hôm nay thầy nậu cũng một lần nữa mong rằng toàn thể chú quý vị, nếu sau khi chúng ta mình có cúng xong thì cầu nguyện dùm cho cụ bà là Nguyễn Thị Thao. Dạ, Nguyễn Thị Thao cũng thọ 83 tuổi, từ trần vào lúc 11 giờ ngày 24 tháng 11 đến Tân Sửu. Thì đó là thành hậu hết sức là ghi ơn. Và một lần nữa xin chúc cầu chung cho toàn thể chư quý vị thân tâm an lạc, đạo quả duyên dung. Và vừa qua thì tất cả đồng đạo đến đây để chia buồn cùng với gia đình. Thì bữa nay lúc này là 9 giờ tối mình liệm, và đến ngày mai 9 giờ mình sẽ về tới quê hương ở tại xứ Tân Lập Chi Tôn để chôn cất bà nơi đất nhà. Và thành hậu thỉnh tại má của mình là mình phải thờ trở về nơi Vĩnh Thạnh, Cần Thơ. Và Nam Mô Đà Phật, đó là thông báo một cái chương trình của tang lễ của cụ bà. Rồi đến đây xin thân ái kính chào. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Và kính thưa quý vị, giờ hôm nay là ngày 24 tháng 11 niên Tân Sửu. Và thành hậu có một cái bà mẹ sau khi đã bệnh một thời gian rồi sau đó đã qua đời. Thì hôm nay thì đồng đạo đến mình cũng hạn chế, cho nên chỉ con cháu trong nhà thôi quý vị. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Giới Thập Lục Vạn Ức, giúp thập nhân giúp vạn cổ thiên xa chân đầu cầu cầu lại yeah.
Dạ, hôm nay là ngày 24 tháng 11 niên Tân Sửu. Dạ, má Tà Nậu đã qua đời. Năm nay tuổi Mẹo là 83 tuổi quý vị. Còn có một tháng nữa thôi là mẹ đại hậu được 84 tuổi. Và từ trần vào lúc 10:45 ngày 24 tháng 11 niên Tân Sửu. Nam mô A Di Đà Phật. Mấy chú sau khi nghe tin má của Thành Hậu qua đời, mấy chú đến để cầu nguyện. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, thay lời gia đình xin chân thành cảm ơn. Dạ, mấy chú rất là nhiều. Vì đây là cái ngày cũng rất là bận rộn, ngày lễ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, con xin thay lời cho gia đình xin chân thành cảm ơn mấy chú rất là nhiều. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Để mà với Thái Long. Dạ, trong đó có ban trị sự, ban quân tự và nhà hàng Tình Thương, phòng Lúc Nam. Dạ. Đại diện thôi à, đi đến đây để con lưu cùng gia đình Thái Hậu. Dạ. Mẹ mới qua đời. Dạ. Em cũng mời cái bài lễ lo lễ lập đó. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Dạ, đây là những cái Nam mô Tây Phương Cực Lạc. Kéo ra cho thẳng ở ngoài nó chọc. Phật kính thưa quý chú, giờ hôm nay là ngày 24 tháng 11 là một ngày kỷ niệm má con qua đời. Quý chú dính thời gian quý báo đến đây trước phát kiến và sau là phòng nguyện cho má con được Phật bánh tốc độ trầm lưng. Thay lời cho gia đình, con xin chân thành cảm ơn quý chú quý anh đến đây và đã mua được Phật và muốn coi chương trình được tốt nhất, hòa đồng tư tưởng đem lại kết quả mỹ mãn như người quá cố. Thành Hậu xin chân thành giới thiệu chú Hai Vàng để đại diện để đọc lên cho vị tổ thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị đại diện trong tăng gia bộ quyến, thưa chúng ta phu thê đại hậu, kính thưa tất cả quý đồng đạo kính mến, hôm nay vào ngày 24 tháng 11 năm Tân Sửu vào lúc 10:40 thì mẹ của đại hậu đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà. Thì hay được tin này, mấy anh em mấy huynh đệ mấy đồng đạo chúng ta ở gì đây trước cũng phân ưu cuộc gia đình để chia sẻ những cái mất mát lớn lao mà gia đình hôm nay phải chấp nhận sự ra đi của bà mẹ. Và sau đó qua lời dạy của đức thầy cho biết là đem sức thánh gái của anh chị em trong đạo cầu nguyện cho dân linh người chết được siêu sinh nơi của họ, nên chi anh em đồng đạo chúng ta cùng nhau với gia đình sẽ thành tâm cầu nguyện cho bà được giảng sanh cực lạc. Đức thầy cho biết là cầu linh hồn cho được giảng sanh tê chỉ rõ đường đi nước bước. Thì giờ phút này chúng tôi xin phép là chú ngôn thì động cũng thu phần thống nhất nhiều cũng không cảm cho giờ cúng được bắt đầu. Thứ hết là phần lễ trình nghi thức, mời quý vị xe vào bên trong hướng tâm ngôi thờ của quyền thánh tổ xá ba xá, hướng lên ngôi tam bảo qua đi đức thầy xá ba xá, mời xe vào thánh tổ. Hướng tâm ngôi thông thiên xá ba xá,
lễ trình nghi thức ba ngôi thờ tôn kính trong nhà vừa xong, đến phần cầu nguyện trước bàn Phật, mời xá bàn Phật ba xá để cầu nguyện. Mời quý vị đồng nguyện. Chắp tay dâng hương lên trán thành tấm nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Ngay chúng con thành tâm cầu nguyện cho bà Nguyễn Thị Thao hưởng thọ 83 tuổi quá vạn, ngay là ngày tang lễ. Nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh, được thoát chốn mê đồ, giảng sanh liền cực lạc. Nam mô Di Đà Phật. Mà những gì đứng lên đốc hương thắp nhánh. Xong đến phần lễ bái, mời xá và quỳ xuống lại với lại hạnh lệ. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Cúng lại vừa xong, mời quý vị đứng lên kính xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ. Mời xá ba xá cái cầu nguyện lành thử gì. Xá xong mời quý vị đồng nguyện. Chắp tay lên xá thành tâm nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho bà Nguyễn Thị Thao hưởng thọ 83 tuổi quá vạn, ngay là ngày tang lễ. Nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh, được thoát chốn mê đồ, giảng sanh liền cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Hồi hạnh lệ. Nam mô A Di Đà Phật. Đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi giờ đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Cúng lại giờ xong mời quý vị lên. Chúng xá ba xá gì nữa. Tiếp tục cầu nguyện lần thứ ba, mời xá ba xá. Xá xong mời quý vị đồng nguyện. Chắp tay lên trán thành tâm nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho bà Nguyễn Thị Thao hưởng thọ 83 tuổi quá vạn, nay là ngày tang lễ. Nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh, được thoát chốn mê đồ, giảng sanh liền cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Hồi hạnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Hồi hạnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đã cho xong bốn lại mà quý vị đứng lên kính xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Ba lời cầu nguyện vừa xong đó là phần nghi thức mà quý vị theo dõi tập trung. Sát vừa xuất tổ ba xá. Mới vừa lên đã bảo chuyên dung với thầy xá ba xá. Mời cây ra phía trước. Hướng tâm qua thông tin xá ba xá. Để mời quý vị chấp tay giờ mình gặp ba lần tay chung với thầy.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Giảng Ức Thiết Thập Nhất Giảng Phúc Thiên Ngũ Ba Đồng Nhân Đồng Nhiệm Tại Cầu Đại Bi Tiếp Dẫn Nhân Linh Đại Đà. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Giảng Ức Nhất Thập Nhất Giảng Tổ Tiên Ngũ Ba Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Nhân Linh Đại Đà. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Giảng Ức Nhất Thập Nhất Giảng Tổ Tiên Ngũ Ba Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Nhân Minh Đại Đà. Cho gia đình xin chân thành cảm ơn quý vị đồng đạo rất là nhiều. Và nếu có thời gian là khách tuần mình tuần nhân khách là ngày 30 là chủ nhật hết. Chủ nhật có thể dính thời gian đến cầu nguyện cho đại đồng hồ đồng môi đồng môi.